pocket full of cash we can blow. Shots of Patrol. And it's on, girl. Don't say no. Tại đây thì mình cũng may mắn được Salon Tóc Xinh chọn là một trong những hãng mỹ phẩm được vinh dự được lên trên sân khấu trang trọng này để phát biểu với quý vị các bạn. Thì hãng mỹ phẩm Chuki sản xuất tại Italia đã đồng hành với Mỹ Ngọc Tóc Xinh là cũng hơn 4 năm. Và qua 4 năm thì mình cũng theo dõi là Salon Tóc Xinh luôn luôn phát triển và ngày càng đi lên và luôn trung thành với cái nhãn hiệu chính ngạch, những hãng phẩm nổi tiếng. Và thấy Ngọc và Trí thường xuyên là tu nghiệp và các viện đào tạo chất lượng cao quốc tế, và vì vậy mà Salon ngày càng phát triển. Sau 4 năm mình theo dõi thấy thì Salon mỗi ngày mỗi năm lại có cái gì đổi mới, và năm nay thì trở lên đẳng cấp rất cao. Và mình cũng thay mặt các hãng mỹ phẩm, các người khách hàng thì chúc cho Salon Ngọc Tóc Xinh ngày càng phát triển và phát triển hơn nữa. Xin cảm ơn bạn bè đã đến dự lễ khai trương của Salon Ngọc Tóc Xinh. Tôi tự giới thiệu, tôi tên là Hà, cũng là một khách hàng đã từ 5 năm nay. Tôi rất tin yêu và quý mến Salon Ngọc Tóc Xinh. Điều thứ nhất là đến với Salon Ngọc Tóc Xinh, mái tóc tôi nó sẽ được hoàn thiện hơn, nó đẹp hơn, và tôi tự tin hơn khi tôi đi ra ngoài, cũng như sản phẩm và sự đón tiếp nhiệt tình chu đáo của tất cả các nhân viên, cũng như hai bạn, đó là Ngọc Trí. Đến với bạn, đến với Salon Ngọc Tóc Xinh thì tôi cảm nhận một điều là tất cả những cái gì mà nó xấu thì đến với bạn tôi lại trở nên đẹp hơn. Tôi tự tin hơn.
phát triển và lớn mạnh hơn nữa. Và trong lễ khai trương có điều gì sơ sót xin mọi người bỏ qua cho ạ. And when you smile, the whole world.